À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào các con, ngày hôm nay cô và các con sẽ cùng nhau đến với các bài tập luyện tập về phép chia cho số có hai chữ số mà ở buổi học trước chúng mình đã cùng nhau thực hành luyện tập. Bây giờ thì cô mời các con mở sách giáo khoa trang 83 cùng theo dõi và cùng cô làm các bài tập các con nhé. Bài tập số 1 của chúng mình có yêu cầu đó là đặt tính rồi tính. Chúng mình cùng nhau thực hiện từng phép tính. Đầu tiên đó là phần A, cô có 855 chia cho 45 ạ. Cô lấy 85 chia cho 45, cô được 1 lần. 1 x 5 bằng 5, cô viết 5. 1 x 4 bằng 4, cô viết 4. 85 mà trừ đi 45 thì còn 40, được chưa ạ? Sau đó cô hạ tiếp chữ số 5 xuống. 405 mà chia cho 45 thì cô sẽ nhẩm tính được bằng 9 lần. 9 x 5 bằng 45, cô viết 5, nhớ 4. 9 x 4 bằng 36, nhớ 4 bằng 40. Như vậy trừ đi là hết. Phép chia kết thúc ạ. Cô chuyển sang phép tính thứ hai. Cô có 579, cô chia cho 36. Cô lấy 57 chia cho 36 thì bằng 1. 1 x 6 bằng 6, cô viết 6. 1 x 3 bằng 3, cô viết 3. 57 trừ đi 36, kết quả bằng 7 trừ 6 bằng 1, 5 trừ 3 bằng 2. Cô hạ chữ số 9. 219 chia cho 36 thì cô sẽ nhẩm tính được bằng 6 lần. 6 x 6 bằng 36, cô viết 6, nhớ 3. 6 x 3 bằng 18, nhớ 3 bằng 21. Cô lấy 219 trừ đi 216 bằng 3. Như vậy 3 chính là số dư của phép chia này. Cô có 579 chia cho 36 thì bằng 16 và dư 3. Chúng mình sẽ chuyển sang làm các phép tính của phần B. Phần B cô có 9009 chia cho 33. Cô lấy 90 chia cho 33 thì được 2 lần. 2 x 3 thì bằng 6, cô viết 6. 2 x 3 bằng 6. 90 trừ đi 66. 0 không trừ được 6, cô mượn một chục. 10 trừ 6 thì bằng 4, viết 4, trả 1. 9 trừ đi 6 thì còn 3, trừ đi 1 trả thì còn 2. Cô hạ chữ số 0 xuống. 240 mà chia cho 33 thì chúng mình sẽ nhận được bằng 7 lần. 7 x 3 bằng 21, cô viết 1, nhớ 2. 7 x 3 bằng 21, nhớ 2 thì bằng 23. 240 mà trừ đi 231. 0 không trừ được 1, cô mượn 1 chục. 10 trừ 1 thì bằng 9, cô viết 9, trả 1. 4 trừ 3 còn 1, trừ đi 1 trả là hết. 2 trừ 2 hết. Cô hạ tiếp chữ số 9 xuống. 99 mà chia cho 33 thì bằng 3. 3 x 3 bằng 9. 3 x 3 bằng 9. 99 trừ đi 99 là hết ạ. Chúng mình chuyển sang phép tính cuối cùng. 9276 chia cho 39. Cô lấy 92 chia cho 39 thì sẽ bằng 2.
2 nhân 9 thì bằng 18, cô viết 8, nhớ 1, 2 nhân 3 thì bằng 6, nhớ 1 bằng 7, 92 trừ đi 78, 2 không trừ được 8, cô mượn một chục, 12 trừ 8 thì bằng 4, viết 4, trả 1, 9 trừ 7 thì bằng 2, trừ đi 1 trả thì còn 1, cô hạ chữ số 7 xuống. 147 chia cho 39 thì bằng, chúng mình sẽ nhậm thành 3 lần, 3 nhân 9 thì bằng 27, cô viết 7, nhớ 2, 3 nhân 3 bằng 9, nhớ 2 bằng 11, 147 mà trừ đi 117, 7 trừ 7 bằng 0, 4 trừ 1 thì bằng 3, 1 trừ 1 hết, cô hạ chữ số 6, 306 mà chia cho 39, chúng mình nhậm sẽ bằng 7 lần, 7 nhân 9 bằng 63, viết 3, nhớ 6, 7 nhân 3, 21, nhớ 6, thì bằng 27. Cô lấy 6 trừ 3, thì bằng 3, không, không trừ được 7, cô mượn một chục, 10 trừ 7, thì bằng 3, trả 1, 3 trừ 2 bằng 1, trừ đi 1 trả là hết. Như vậy số dư của phép chia này sẽ là bằng 33. Cô viết câu kết luận 9.276 chia cho 39 thì bằng 237 và dư 33. Đó là bài tập số 1. Vậy tiếp theo cô mời các con sẽ cùng cô chuyển sang làm bài tập số 2. Bài 2 yêu cầu chúng mình tính giá trị của biểu thức và ở đây cho chúng mình hai phần, phần A và phần B. Chúng mình cùng nhau thực hiện các phép tính phần A trước. Cô có 4.237 nhân với 18 trừ đi 34.578 ạ. Ở đây chúng mình có phép tính nhân với phép tính trừ thì chúng mình sẽ thực hiện phép tính nhân trước. Cô lấy 4.237 nhân với 18. 8 nhân 7 56, viết 6 nhớ 5. 8 nhân 3 bằng 24, nhớ 5 thì bằng 29, cô viết 9 nhớ 2. 8 nhân 2 16, nhớ 2 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 8 nhân 4 32, nhớ 1 bằng 33. 1 nhân 7 thì bằng 7, cô viết 7. 1 x 3 bằng 3, viết 3. 1 x 2 bằng 2, viết 2. 1 x 4 bằng 4, viết 4. Cộng 2 tích riêng với nhau, 6 hạ 6. 9 cộng 7 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 8 cộng 3 bằng 11, nhớ 1 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 cộng 2 bằng 5, nhớ 1 bằng 6. 3 cộng 4 bằng 7, viết 7. Kết quả của phép tính nhân này bằng 76.266 trừ đi 34.578. Cô thực hiện tính ra nháp. 6 không trừ được 8, cô mượn một chục. 16 trừ đi 8 thì bằng 8, viết 8 trả 1. 6 không trừ được 7, cô mượn một chục. 16 trừ đi 7 thì bằng 9, trừ đi 1 trả thì còn 8, trả 1. 2 không trừ được 5, cô mượn 1 chục, 12 trừ 5 thì bằng 7, trừ đi 1 trả còn 6, trả 1, 6 trừ 4 thì bằng 2, trừ đi 1 trả thì còn 1, 7 trừ 3 bằng 4, kết quả bằng 41.688 ạ. Chúng mình chuyển sang phép tính thứ 2 của phần A, cô có 8.064 chia cho 64 nhân với 37. Ở đây chúng mình có hai phép tính chia với phép tính nhân. Vậy chúng mình sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Cô sẽ lấy 8.064, cô chia cho 64. 80 chia 64 được 1. 1 x 4 thì bằng 4, viết 4. 1 x 6 thì bằng 6, viết 6. 80 trừ đi 64, 0 không trừ được 4, cô mượn 1 chục, 10 trừ 4 bằng 6, viết 6, trả 1. 8 trừ 6 bằng 2, trừ đi 1 trả còn 1, cô hạ số 6 xuống, 166, mà 64,
Cô nhẩm tính được 2 lần. 2 x 4 thì bằng 8, viết 8. 2 x 6 bằng 12. 166 mà trừ đi 128. 6 không trừ được 8, cô mận một chục. 16 trừ 8 bằng 8, viết 8 trả 1. 6 trừ 2 thì bằng 4, trừ đi 1 trả nữa thì còn 3. 1 trừ 1 hết, cô hạ chữ số 4. 384 chia cho 64, chúng mình nhậm tính thì sẽ được bằng 6 lần. 6 x 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 6 x 6 36, nhớ 2 bằng 38, trừ đi là hết. Vậy kết quả của phép tính chia này sẽ bằng 126 nhân với 37. Chúng mình sẽ thực hiện tính xem. 126 nhân với 37. 7 x 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 7 x 2 14, nhớ 4 thì bằng 18. Viết 8 nhớ 1. 7 x 1 là 7, nhớ 1 thì bằng 8. Chuyển sang tích riêng thứ 2, 3 x 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, nhớ 1 thì bằng 7, viết 7. 3 x 1 bằng 3, viết 3. Cộng 2 tích riêng, 2 hạ 2, 8 cộng 8 16, viết 6 nhớ 1. 8 cộng 7 bằng 15, nhớ 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 3 thêm 1 là bằng 4, kết quả bằng 4662. Chúng mình đã thực hiện xong hai phép tính của phần A. Tiếp theo cô mời các con chuyển sang thực hiện các phép tính của phần B. Phép tính đầu tiên của phần B đó là 46.857 cộng với 3.444 chia cho 28. Và trong biểu thức này gồm có hai phép tính cộng với phép tính chia. Bởi vậy mà chúng mình sẽ ưu tiên để thực hiện phép tính chia trước, được chưa? 46.857 cô giữ nguyên cộng với 3.444 chia cho 28 thì cô sẽ thực hiện ra nhé. 34 mà chia cho 28 thì bằng 1, 1 x 8 bằng 8, 1 x 2 bằng 2, 34 trừ đi 28, 4 không trừ được 8 cô mượn 1 chục, 14 trừ 8 bằng 6, viết 6 trả 1, 3 trừ đi 2 bằng 1 trừ đi 1 trả là hết. Câu hạ 4, 64 mà chia cho 28 thì chúng mình sẽ được 2 lần, 2 nhân với 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4, nhớ 1 thì bằng 5. 4 không trừ được 6, cô mượn 1 chục. 14 trừ đi 6 thì bằng 8. Trả 1, 6 trừ 5, còn 1 trừ đi 1 trả là hết. Cô hạ chữ số 4 xuống. 84 mà chia cho 28 thì chúng mình nhậm sẽ bằng 3 lần. 3 x 8 bằng 24, viết 4, nhớ 2. 3 x 2 bằng 6, nhớ 2 bằng 8, 84 trừ 84 là hết. Như vậy kết quả phép tính chia bằng 123. Sau đó cô đặt tính để tính 46.857 cộng với 123. 7 cộng 3 bằng 10, cô viết 0, nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, nhớ 1 thì bằng 8, viết 8. 8 cộng 1 bằng 9, viết 9. 6 hạ 6, 4 hạ 4, kết quả bằng 46.980. Chúng mình chuyển sang thực hiện phép tính thứ hai của phần B. Biểu thức thứ hai của phần B, 601.759 trừ đi 1.988 chia cho 14. Và ở trong biểu thức này thì có chứa phép tính trừ và phép tính chia. Bởi vậy chúng mình ưu tiên thực hiện phép tính chia trước. 601.759 cô giữ nguyên, trừ đi 1.988 chia cho 14. 19 mà chia cho 14 cô được 1 lần. 1 x 4 bằng 4, viết 4. 1 x 1 bằng 1, viết 1. 19 trừ đi 14 thì còn 5, cô hạ 8. 58 mà chia cho 14 thì chúng mình sẽ được 4 lần. 4 x 4 thì bằng 16, viết 6, nhớ 1.
4 nhân 1 bằng 4 nhớ 1 bằng 5. 58 trừ 56 thì còn 2. Hạ 8. 28 chia 14 thì bằng 2 ạ. 2 nhân 4 bằng 8 viết 8, 2 nhân 1 bằng 2 viết 2, trừ đi là hết. Vậy kết quả phép tính chia bằng 142. Bây giờ cô thực hiện tính ra nháp 601.759 mà trừ đi 142. 9 trừ 2 thì bằng 7 viết 7, 5 trừ 4 thì bằng 1 viết 1, 7 trừ 1 thì bằng 6 viết 6, 1 hạ 1, 0 hạ 0, 6 hạ 6, kết quả bằng 601.617. Đó là biểu thức thứ hai của phần B. Và biểu thức này thì đã khép lại bài tập số 2 của chúng mình. Bây giờ cô mời các con sẽ cùng cô chuyển sang làm bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Mỗi bánh xe đạp cần có 36 nan hoa. Hỏi có 5.260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp, hai bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa? Như vậy ở bài tập này, để có thể tính được xem 5.260 nan hoa có thể lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp thì chúng mình sẽ cần lấy tổng số nan hoa là 5.260 chia cho tổng số nan hoa cần lắp trên một chiếc xe đạp. Thương tìm được sẽ chính là số chiếc xe đạp chúng mình lắp được và số dư ở đây sẽ chính là số nan hoa còn thừa. Tuy nhiên ở bài tập này thì vẫn chưa cho chúng mình biết một chiếc xe đạp gồm hai bánh sẽ cần có bao nhiêu chiếc nan hoa mà chỉ cho chúng mình biết mỗi bánh xe thì cần 36 nan hoa thôi. Vậy thì dựa vào dữ kiện đó chúng mình sẽ đi tính xem một chiếc xe đạp gồm hai bánh thì cần bao nhiêu chiếc nan hoa. Sau đó thì chúng mình sẽ thực hiện tính xem có thể lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp và thừa bao nhiêu chiếc nan hoa, được chưa? Bài số 3, chúng mình sẽ tính xem một chiếc xe đạp hai bánh thì cần số nan hoa là cứ một bánh xe thì cần 36 nan hoa. Vậy hai bánh xe thì sẽ cần 36 nhân lên với 2. 6 nhân 2 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 3 nhân 2 bằng 6 nhớ 1 là 7. Như vậy là cần 72 nan hoa. Bây giờ chúng mình sẽ đi thực hiện phép tính chia. Ta có 5.260 chia cho 72. Chúng mình sẽ thực hiện tính ra nháp. 5.260 chia cho 72. Cô đấy, 526 mà chia cho 72 thì cô sẽ được 7 lần. 7 x 2 bằng 14, viết 4 nhớ 1. 7 x 7 bằng 49, nhớ 1 bằng 50. Cô lấy 526 mà trừ đi 504. 6 trừ 4 thì còn 2. Viết 2, 2 trừ 0 bằng 2, 5 trừ 5 hết, cô hạ chữ số 0. 220 mà chia cho 72 thì chúng mình thực hiện cách nhậm tính sẽ tính ra được bằng 3. 3 x 2 bằng 6, cô viết 6. 3 x 7 bằng 21, cô viết 21, trừ đi ạ. 0 không trừ được 6, cô mượn một chục. 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 trả 1. 2 trừ 1 thì còn 1, trừ đi 1 trả là hết. Như vậy phép tính này có kết quả bằng 73 và dư 4 ạ. Từ đây chúng mình sẽ viết câu kết luận. Vậy 5.260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất là 73 chiếc xe đạp hai bánh. Và còn thừa
4. Nan họa. Sau đó chúng mình viết đáp số 73 chiếc xe đạp. 2 bánh. Và thừa 4 nan hoa. Như vậy bài tập số 3 thì đã khép lại phần hướng dẫn làm bài tập của cô ngày hôm nay dành cho các con. Về nhà các con sẽ xem lại hướng dẫn để tự tự mình thực hiện lại 3 bài tập này giúp cô. Còn bây giờ thì xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.